trị là gì. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề những lưu ý khi điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị, cùng với phần tư vấn của bác sĩ Trần Thị Ngọc Mai, phó khoa nội 1 bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, trong chuyên mục bác sĩ của bạn ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối với bác sĩ Trần Thị Ngọc Mai, phó khoa nội 1 bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Trần Long và Hồng Giao, xin chào bác sĩ Trần Thị Ngọc Mai ạ. Dạ, chào Huỳnh Long và Trần Giao ạ. Dạ, bác sĩ Ngọc Mai ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng ta hôm nay ạ. Dạ, thưa bác sĩ, trong điều trị ung thư thì cụm từ khóa là hóa trị nó vô cùng quen thuộc với bệnh nhân. Thế nhưng mà để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì xin mời bác sĩ tư vấn giúp cho người dân hiểu rõ hơn về phương pháp ạ. Vâng, kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên sóng VOV FM89. Chào em xin Trần Long và em xin Quỳnh Giao. Yeah. Lời đầu tiên thì cho chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của chương trình phát thanh là Nâng Niu Từng Ngày. Yeah. Đã tổ chức một cái buổi giao lưu cho tôi trò chuyện với các những cái bệnh nhân thân thương của chúng tôi. Yeah. Hiện nay thì điều trị ung thư, hiện nay ung thư nó là một cái gánh nặng trên toàn cầu. Việc điều trị của ung thư thì cho đến hiện nay nó rất là phát triển về điều trị trung đích, về điều trị miễn dịch. Tuy nhiên cái vai trò của hóa trị nó vẫn còn có một cái vai trò. Mà cái vai trò hóa trị là như thế nào? Như Quỳnh Giao vừa hỏi, yeah, thì hiện nay việc cái sự hóa trị là người ta sử dụng những cái tác nhân hóa trị hóa học để mà ngăn chặn những cái tế bào ung thư hoặc là tiêu diệt tế bào ung thư với những cái mục đích như là làm giảm cái kích thước của vú trước khi phẫu thuật hoặc là để ngăn ngừa những sự tái phát lại sau khi phẫu thuật. Ngoài ra cái hóa trị nó sẽ là kéo dài thời gian sống còn và tăng chất lượng sống cho bệnh nhân ở những bệnh nhân giai đoạn sớm, giai đoạn trẻ, yeah, rồi giai đoạn trẻ. Yeah. Thì bên cạnh những cái hiệu quả của hóa trị thì cũng có nhiều cái tác dụng phụ. Tuy nhiên những tác dụng phụ này nó sẽ được kiểm soát bởi bác sĩ chuyên khoa ung thư. Xin cảm ơn bà. Dạ. Yeah. Vậy thì với cái phương pháp mà cô vừa hỏi đó là hóa trị, nó có những cái tác dụng phụ như thế nào đối với cái người mà được sử dụng và cũng như là mình có những cái cách nào để hạn chế những tác dụng phụ đó không ạ? Vâng, cảm ơn em chị Quỳnh Giao. Yeah. Thì như hồi nãy chúng tôi cũng đã nói là cái hiệu quả của hóa trị đã thấy rõ trong một số cái chỉ định, một số chỉ định trong bệnh nhân ung thư như là điều trị hỗ trợ hoặc điều trị trước khi phẫu thuật và điều trị gọi là triệu chứng cho những bệnh nhân giai đoạn cuối. Thì bên cạnh đó có những cái tác dụng phụ, tác dụng phụ, bởi vì tại sao là nó có những cái tác dụng phụ ngoài cái hóa trị là những cái tác nhân hóa học nó tác động lên cái tế bào ung thư thì nó còn tác động lên một số tế bào bình thường của cơ thể đang tăng trưởng như là những cái tế bào máu nè, tạo ra từ tủy xương hoặc là cái niêm mạc đường tiêu hóa hoặc là những cái tế bào lông tóc móng và một số cái hệ thống thần sinh sản qua thần kinh. Thì những cái tác dụng phụ nó tác động lên những cái tế bào đó nó gây ra một số cái tác dụng phụ, mà những cái tác dụng phụ mà tôi nói ở đây là thường gặp nhất, còn những cái một số tác dụng phụ có thể ít gặp tùy theo những cái tác nhân điều trị. Tác dụng thường gặp nhất như là ói mửa nè, rụng tóc và mệt mỏi. Tuy nhiên cái những cái tác dụng này sẽ được kiểm soát bởi bác sĩ chuyên khoa về ung thư, cũng như nó sẽ hết khi mà bệnh nhân ngưng dùng hóa trị. Còn đối với cái trường hợp mà ví dụ như nôn ói, mình có thể khắc phục, bệnh nhân có thể khắc phục bằng cách là khi mà bệnh nhân nôn ói một ít, có thể là bệnh nhân khó chịu thì tùy theo cái bệnh nhân có thể là cái nôn ói này thì có thể ít hay nhiều tùy theo cái tác nhân, như là nãy tôi cũng có nói, nó có kéo dài vài ngày hoặc là cả tuần hoặc là hai tuần. Trong trường hợp nặng thì người bệnh nên gặp bác sĩ để mà có thể một cái hướng xử lý cho tốt hơn. Để nhận hạn chế những cái tác dụng đó thì bệnh nhân có thể là thay đổi bằng cách ăn uống, như là dùng cái thức ăn chia cái thức ăn làm nhiều lần trong ngày và ăn những thức ăn mềm dễ tiêu. Ngoài ra thì có thể dùng thêm một số thuốc chống nôn, là nhưng mà những cái thuốc đó thì được kiểm soát bởi bác sĩ và bệnh nhân nên
nên tham khảo với ý kiến bác sĩ. Ngoài ra thì bệnh nhân có một cái số bệnh nhân, có một số bệnh nhân do vấn đề tâm lý, họ có thể là họ chưa có trường thuốc, họ mới được, những bệnh nhân của tôi thường gặp, họ mới vừa lên đến khoa là đã nôn ói, nôn ói. Những trường hợp nôn ói đó là do cái tâm lý, do tâm lý và người ta gọi là nôn ói như dự đoán. Do đó những trường hợp đó thì bác sĩ sẽ phải tâm lý nói chuyện với bệnh nhân, và bệnh nhân phải tự mình chuẩn bị một cái tâm lý và thư giãn thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì còn có một số cái trường hợp có thể là nôn ói nhiều thì nó sẽ, bệnh nhân sẽ ăn uống rất là khó. Do đó bệnh nhân nên ăn uống những cái thức ăn dễ tiêu nè, rồi chia làm nhiều lần trong ngày và ăn lúc nào mình thích, chứ không phải chiên kem như mọi người đừng nói là ống tươi phải cần phải chiên. Rồi ăn những cái thức ăn mềm dễ tiêu, đừng có ăn khô quá thì nó sẽ khó làm cho tiêu, và bệnh nhân ăn là ăn chẳng ăn lại thì nó sẽ không có sức khỏe. Còn cái tác dụng phụ thứ hai á, là tác dụng rụng tóc á, thì nó là một trong những cái tác dụng phụ mà làm cho người bệnh quan tâm nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trẻ bé bé gái á. Bởi vì rụng tóc thì nó là thay đổi cái diện mạo bên ngoài. Vì vậy mà trước khi mà hóa trị á, thì các bệnh nhân sẽ tham khảo và trao đổi với bác sĩ. Và một số cái bệnh nhân của tôi á, đối với những cái cô gái hoặc những cái chị em phụ nữ mà có cái mái tóc dài mà đẹp á, thì bản thân tôi khuyên bệnh nhân nên cắt tóc trước đi, và lấy cái phần tóc đó mình làm một cái bộ tóc gọi là giả, sau đó mình gắn lại mình chính là cái tóc của mình, là tóc của mình. Thì nó sẽ dễ chịu hơn. Tuy nhiên thì cái rụng tóc này á, nó tùy theo mức độ vừa phải hoặc là rất là nhiều, thì những cái rụng tóc này có thể xuất hiện từ 1 đến 2 tuần sau khi mà hóa trị, và tóc nó sẽ mọc lại sau khi mà bệnh nhân ngưng điều trị. Việc chăm sóc cái da đầu mà trong cái thời gian mà bệnh nhân đang hóa trị thì gội đầu có thể là gội đầu từ trong một cái tuần, có thể từ 2 đến 3 lần trong một tuần, chứ đừng có mỗi ngày. Thứ hai nữa là dùng cái dầu gội đầu nó bớt tích ức ở da. Rồi ngoài ra thì khi mà gội xong mà tóc mà để cho nó mau khô á, có những chị em phụ nữ chúng ta là sấy thì sấy ở cái máy sấy ở nhiệt độ nó thấp thôi, nó không nên là quá nhiệt độ cao, cũng nếu cần thiết theo tôi thì nên lấy cái khăn thấm lau khô cái tóc đó, và không nên dùng hóa chất trong thời gian này. Hóa chất giống như là mình uống tóc hoặc là nhuộm tóc vân vân. Và khi người bệnh đi ra ngoài đường á, ngoài trời nắng á, thì nên có mũ che, và cái thời tiết mà lạnh nên đội mũ đội khăn để mà giữ thân nhiệt tốt hơn, cũng như là nằm cái gối với nền mà vải á, thì nên, nếu mà có được thì nên dùng giải sa tem, nó sẽ tốt hơn cho cái da đầu của người bệnh. Tuy nhiên thì như hồi nãy tôi cũng có nói là mà tóc sẽ mọc lại khi mà bệnh nhân ngưng điều trị, thì việc chăm sóc cho tóc mà sau khi điều trị á, thì nên massage cái da đầu cho nó tốt để cho loại bỏ những cái da khô và gầu. Và trong một thời gian mà tóc bắt đầu mọc lại, tóc nó sẽ có những cái cọng lưa thưa này, nó mềm và nó có thể nó quăng, kể cả nó có thể thay đổi cái màu luôn. Và cái tóc này nó dễ bị tổn thương hơn tóc cũ. Còn cái việc mà để ngừa cái hạn chế cái như này thì phải ăn uống thôi. Thì ăn uống tốt đầy đủ thì những cái tế bào bình thường nó mau chóng bình phục, thì nó sẽ hạn chế những tác